Xin chào bạn, có thể các bạn đang dùng cái dòng Sony A6000 này và các bạn gặp lỗi này, thì đây là video các bạn nên xem. Thường thì cái đây không phải gọi lỗi, đây là mình chưa lắp một cái thẻ nhớ đúng phù hợp với cái format của cái dòng A6000 nó yêu cầu. Cái lỗi này thì các bạn có thể xem vào đây, khi các bạn bấm menu thì mình luôn muốn cài cái file format ở cái định dạng XAVCS, cái định dạng cao nhất và cho cái chất lượng tốt nhất cho cái video của mình khi quay. Thì khi có một cái vấn đề đấy thì khi mình bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên cái dòng chữ này. Có nghĩa là nó thông báo cho mình rằng nó không, cái thẻ nhớ các bạn đang lắp cho cái máy này nó không hỗ trợ cho cái định dạng XAVCS Movie. Thế nên khi mình dùng cái này mình sẽ không thể quay được. Đây, ví dụ mình ấy thoát ra menu nhá, mình thử bấm nút quay nhá. Nút quay này nó vẫn hiện lên này. Ok, để bấm thử lại này. Nó vẫn sẽ hiện lên cái nút này luôn. Nói chung nó sẽ không cho mình quay khi mình không dùng đúng thẻ nhớ. Nó sẽ yêu cầu ở cái dòng dưới này. Ở dòng dưới nó sẽ yêu cầu là dùng thay đổi cái định dạng file format hoặc là các bạn thay đổi thẻ nhớ. Thì một là nếu mà mình chưa có tiền mua thẻ nhớ thì mình thay đổi cái định dạng xuống còn ACVHD. Định dạng cũng khá là tốt nhưng mà nó định dạng file nén nên các bạn cân nhắc khi sử dụng, bởi vì nó giải nén ra rất là phức tạp, hoặc là dùng MP4 dùng luôn cho nhanh. Còn nếu các bạn muốn thay thì các bạn phải dùng cái thẻ trên class 10 và có dung lượng 64GB trở lên. Đặc biệt là dòng A6000 thì phải dùng thẻ 64GB trở lên thì mới quay được cái này nhé. Đây mình thử luôn. Tốc độ bao nhiêu dù cao đến đâu nhưng mà nó không phải là 64GB. Đối với dòng A6000 thì sẽ không quay được cái định dạng đấy. Để mình thay vào thẻ 64 nhé. Đây, thẻ 64 ở đây. Sẽ bắt format, ok. Format. Ok. Đây mình chỉnh lại định dạng này nhá. Ok này. Ok, máy không nhận thông báo gì nhá. Và kể cả khi mình bấm quay này, máy vẫn hiện lên nút quay này. Có là đây nó đã cho phép mình quay ở cái định dạng XAVCS này rồi. Đó. Tóm lại, đối với cái dòng A6000 này, nếu các bạn muốn quay ở định dạng cao nhất thì hãy sử dụng thẻ 64GB. Đó. Đừng sử dụng cái thẻ dưới 64GB. Và yêu cầu cái thẻ 64GB cũng có tốc độ cao một chút, ít nhất là từ 80MB trở lên, để các bạn thể quay nó lưu nhanh hơn cũng như nó mượt mà hơn, nó không bị lỗi khi trong quá trình ấy. Mình nhắc lại cái vấn đề này, nó không phải là lỗi máy mà do mình chưa lắp đúng thẻ nhớ cho cái máy ảnh của bạn. Thì các bạn luôn nhớ phải mua thẻ nhớ 64GB nếu muốn quay ở định dạng cao nhất. Còn bạn nào dùng máy này chỉ để chụp thôi thì có thể thoải mái dùng 16GB cũng như 32GB. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình chụp của mình. Nó sẽ không cản trở trong quá trình chụp. Nó sẽ luôn luôn hỗ trợ bạn trong quá trình chụp. Nhưng mà đối với quay, luôn nhớ dùng thẻ 64GB đối với dòng Sony này. Kể cả những cái dòng cao hơn thì các bạn cũng phải dùng những cái thẻ nhớ tốt cho cái máy của mình. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, giúp ích cho các bạn trong cuộc sống cũng như sử dụng máy ảnh, thì có để lại like và subscribe cho bên mình có thể hỗ trợ các bạn sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn.